Sau đây là Nguyễn Hoàng Vinh sẽ làm mấy con vịt ốc chao nướng. Đó, sau đây là giai đoạn chuẩn bị nướng con vịt. Nó có rất nhiều người đợi, có 200.000 khán giả ngồi đợi luôn. Lại nổ điện thoại chắc nữa. Quay lên mà câm à? Hả? Quay lên mà câm. Thế nào? Clip nãy đăng đó. Clip nè. Clip nãy mới đăng đó, mà câm. Clip mới đăng từ từ. Mới đăng lên YouTube á. Ừ. Quay kỹ chứ hả? Hai, xin chào mọi người. Mình đang ngồi ở đây để chờ thời ăn uống. Chờ thời cơ đến. Mình giới thiệu đây là con trai của mình. Hello mọi người. Mình thấy mọi người đang quay phim trong đó, mình ra mình chào hỏi rồi mình ngồi đây chơi luôn. Tự nhiên cái đôi mắt luôn á hả? Cắt đi. Nói đi mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ nướng thịt vịt. Vịt ướp chao. Vịt ướp chao bao ngon các bạn ơi. Quá đã quá ngon, cực chi là gắt luôn, siêu to khổng lồ, vịt tăng vlog. Đây là lông thận. Lông thận có đôi dép độc và lạ nè, đôi dép hàng tỷ triệu đồng. Quay quay em kìa, quay em tập thể dục. Đó là nhà tài trợ đôi dép hàng tỷ triệu đồng. Đây. Nó chính là cầm cái dép này. Chú Úc. Đấy, đây chính là người tài trợ. Có ai đá banh không vậy? Ồ, bữa đi đá banh vui ghê. Hả, có ai đá banh không? Hả? Hôm nay không ai đá hết. Không đá banh sao quay phim? Quay phim đưa vô kiếm nhà tài trợ nó chứ. Đấy. Quay bếp lửa hồng cho trái. Quay vô và hai bác coi mới sợ ghê chứ. Đó là nồi bếp lửa để nướng nha các bạn. Nay anh Quynh mình sẽ nướng. Anh Quynh mình là chủ bếp nướng đó nha mọi người. Anh Quynh đây. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ nướng vịt ướp chao nha mọi người. Sao nữa? Đây là cái vịt độn chỗ nướng của chúng ta. À, nói đi. Và ai đã chơi kỳ đã nhét cái cây lên lửa, hơi khói chúng ta ăn sẽ mất ngon. Đó chính là tôi ra bỏ. Đây là anh Quynh chúng ta sẽ nướng. Người ngồi sau là gì? Chị Thi cũng là vợ của anh Quynh, cũng là chủ, rất là xinh đẹp, cũng là chủ đầu tư. Hai vợ chồng chi tiền ra để nướng vịt ướp chao. Và hai người cũng bỏ một số tiền rất là lớn để mướn cameraman này quay để đăng lên YouTube. Mướn cameraman đó là Nguyễn Văn Hiền.
hai người này phải bỏ khoảng 1.2 tỷ để đầu tư cho clip của mình à. Đó, mướn cameraman bay từ thành phố Hồ Chí Minh City bay về đầu tư để có gì giới thiệu đến người khác mướn. Món vịt vẫn còn, chúng ta nướng tới 4 con ta... Đó, hôm nay là ở đây chỉ có 4 con thôi, còn trong tủ lạnh còn 6 con nữa, khi nào chúng ta ăn hết thì chúng ta sẽ mang ra thêm nha, tại nhiều quá thì ăn không hết. Ổn, 6 con kia nó bự hơn. Sáu con kia nó bự hơn. Chưa ngồi chết. Hả? Quần. À. Đây là ổng nha. Đây là khung cảnh những người ngồi đợi ăn vịt. Đó, và cũng là khán giả của chương trình ẩm thực. Mập đít. Ẩm thực tại nhà. Đó. Người đây kế là... bên đang nằm võng đó chính là ông nội. Đây là thánh ăn vlog. Thánh ăn gì thận, thánh ăn thận thế hả? Đó. Chú bự. Rồi, mình đi tiếp theo. Kế tiếp đó chính là ông nội, ông nội. Tám Ngọc. Nó đi giới thiệu, nó giới thiệu đi. Đây là ông Tám đã quất một câu khi nhậu chục chai bia. Rồi giới thiệu thận. Quất một câu chúng ta không dám. Rồi tiếp theo đâu nữa thử. Phải có hướng dẫn gì? Chúng ta đi vô nhà. Tới được. Bà Nguyễn Thị Nội. Nguyễn Thị Nội. Lại phỏng vấn mà nội làm gì thử? Giới thiệu. Giới thiệu. Đây bà nội đang giặt đồ. Chúng ta sẽ trở ra lại cái khung bếp yêu thương nha. Quá. Quay trở lại với khung cảnh nướng vịt. Khung cảnh nướng vịt. Chương trình ẩm thực với nha. Xin chào mừng bạn đến với chương trình ẩm thực nhà làm. Ẩm thực nhà làm hôm nay chúng ta sẽ có 4 vịt nướng. Vì chúng ta có 10 vịt nướng, chúng ta lấy 4 con ra chúng ta nướng. Vì ăn không hết. Chừa 6 con trong tủ lạnh. Để mang tiếp. Mai không đủ nữa thì mua thêm 6 con nữa. Đã hoàn rồi nha mọi người. Dính rồi đó hả?